Rồi xin chào quý vị, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Chuyên Hàng Bãi. Thì hôm nay cơ khí chuyên tôn chuyên hàng bãi lại về một số sản phẩm cho anh em. Thì hôm nay cũng như mọi ngày nên cho anh quý anh chị và các bạn 30 sản phẩm, 30 mã sản phẩm ở đây. Thì trước tiên vào công việc thì anh em cho xin một like, một đăng ký và một theo dõi. Ấn vào chữ đăng ký để theo dõi. Có video mới thì em úp lên thì anh em sẽ theo dõi được cái video em lên. Đấy, còn đầu tiên thì cho xin một like, một chia sẻ nhé. Cái thứ hai là anh em muốn mua hàng thì thông qua số điện thoại, mua hàng, đặt hàng qua số hotline 0989 821 011 và 0394 822 379. Địa chỉ tại đây là địa chỉ công ty em, cửa hàng em nhé. Đó, thì anh em nhu cầu thì liên hệ. Số địa chỉ tại vòng xoay cổng 11, cửa hàng tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa thì Nguyễn Đức Chuyên đảm nhiệm. Còn vòng xoay Tam Hiệp thì có Nguyễn Đức Hòa đảm nhiệm nhé. Mọi chi tiết thì anh em xem hàng mới thì nên showroom tại vòng xoay Tam Hiệp để mua được những sản phẩm các loại ô tô mới và các loại dụng cụ nhé. Rồi ra vào công việc thì em xin giới thiệu một số mặt hàng chi tiết ngày hôm nay. Thì đầu tiên là cái mã số 1 thì em xin giới thiệu cho anh em là một cái T06, T08 hai cái và lục giác thứ 120k bao ship cho anh em. Mã đầu tiên gồm hai lục giác 4 hai lục giác 4 này, lục giác 5 ấy. Rồi, mã số 2 là cái đài phay Sumitomo Japan, hàng mới, chưa sử dụng, để lâu ngày nó nước nó sét thôi. Nó này, đây hãng hiệu Sumi này. Đấy, nó có cái logo này. Cái hình bông mai nhá. Đó, đây. Là con này phi 40 nhá. Anh em phay rất là ngọt nhá, lắp được 4 loại chip Sumitomo, Mitsu, Sanovic và các dòng nhôm. Đó, nó bắt được chip, nó có thể phay chip nhôm, chip gang, chip inox nhé, đều bắt được. Con này giá 500k trên một cục nhé. Đó, anh em cần cục nào thì alo. Rồi, và mã số 3 là một cái đồng hồ xịn xò 0,01% Mitutozo Japan, vào cam kết là chính hãng, nhái hàng Nhật nhé, thủy lực đàng hoàng cho anh em. Giò gà rất là đẹp, zin giật Nhật nhé. Đó, thiếu cái công tắc mở tắt có cái giấy ở đây thôi. Hàng này là của Bích nhé. Đó, cây này thì để cho anh em 2,5k. Đó, rất là đẹp, dài nhé. Này, 2,400 cộng với đế này, đế từ Nhật thì rồi bao xe bao hít luôn. Rồi tiếp theo là cái mã số 4. Mã số 4 thì gồm có một cái đồng hồ đế từ mới ENCNT Taiwan và một cái cần Nhật nhá, giá 550k cho anh em. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 thì cái ống nối này ra 3 ra 3 MT3 ra MT3 nhá cho anh em này. Hàng Nhật mới, để lâu ngày nó ố rồi, chưa sử dụng luôn, nhưng mà nó ố rồi. 250k mã số 5. Rồi tiếp theo là cái mã số 6 là cái con Champfer chip 12 à, con S12 nhé, của Nhật bán này, không biết là hãng gì đây nhưng mà nó mờ mờ rồi, của hãng gì thì em không có đọc rõ nhưng mà đại loại của Nhật, không biết này, Bic hay là Hitachi hay Nikken gì hay là dòng gì thì rõ lắm nha. Để cho 250k cắn 20. Rồi tiếp theo là cái đầu boring. Boring này thì nó có tác dụng là để quẹt nha, cán 32 và tăng chỉnh ở đây, và con chip T không mấy này có thể kẹp vào đằng sau này, rút con chip lại
này thì đã cho anh em 500k, 550k. Rồi tiếp theo là cái hai cái cây cây sét nhá. Cây sét này thì 50 mini. Cục này như mới tinh này, em bé cái đầu ra, nó mới để sét dưỡng cho tan me. Cục này thì bao nhiêu đây? Cục này 125 Mitutozo nhé. Hai cục Mitutozo mới luôn, đều là của Mitutozo Maji in Japan, chữ Mitutozo này. Đó, hai cục này để cho 100k. Bình thường bán, nếu mà bán lẻ là phải 200k đó. Đấy anh em 100k thôi. Rồi tiếp theo là cái con dao 50, dao vắt C rất là đẹp nhé, 50 x 90 độ, rất là đẹp luôn, xịn sò cho anh em. 200k cây này, rất là đẹp. Nó có hơi chăm phơ, nó mất tí đoạn này rồi, hơi vòn tí. 200k dao như mới, cán 12 ni. Rồi tiếp theo là hai cái hộp chip này thì có 2, 4, 5 con, 6 con 1504 và mấy 15 con phi 20 phay R. Hôm vừa rồi em có lên cán đấy, và lao cầu và R 800k cho anh em. Mấy con chip 1234, con chip 1504 là mới nhá. Còn đây là mấy con dao nước R phi 20. Rồi tiếp theo là 12 con D T11 và T09. Có mấy con mới và mấy con đều là gần như mới tinh ấy. Lâu ngày người ta ấy để bãi thì mỗi người bóc ra xem thì nó dơ ấy. Đây, như cái con này cũng con boring của con này này. Em cần thì lấy nắp sang đây, boring sau nhiệt này. 12 con này thì để cho anh em 1000k. Đó. Rồi tiếp theo. Mã 18 lại 1000k, mã 19 1000k. Tiếp theo này. Quay lại mã từ mã 11 này. À mã số 10 này. Mã số 10 này thì để cho anh em 250k 3 cây mà phi 10 đầu 8 x 45 độ. Nghe rất là đẹp. Nha. Siêu zin luôn. 250k 3 cây. Rồi tiếp theo mã 11 là cái đầu mà 10 em chưa có rửa, em ấn này, thụt nhún nhún này. Đó. Cốt 19 250k. Mua rẻ em bán rẻ, mua cao em bán cao nhá. Đó. Bình thường cục này 350 này. Hôm nay có cục này anh em nhanh tay. Cục này 600k, khoảng doa từ bao nhiêu đến bao nhiêu đây? Bích nhá. 32 cho đến 40 mini của Bích. Đó. Con này mà nối vào cái đầu VT40 thì tuyệt vời, bán 2 triệu. Một cây là bình thường. Chip T0 008. Rồi, mã số 13 cho anh em. 1 2 3 4 5 5 cây phi 3 dài 75. Phi 5 dài 75. 13 này 250k 5 cây. Rồi tiếp theo là mấy cây Enmil thép gió 3 ni này. 3 ni này. 3 ni này. 3 ni. 3 ni. Chừng này cây em để cho anh em với cái giá là có rất dài nhá, tương đương với mấy chục ni. Một trăm k cộng ship đi. Đó, đây dao này có dài này,
thép gió nhé. Mua 100k bán 100k cho anh em. Cái này là không có lời luôn nhé. Đó. Rồi tiếp theo là con R6.5 cầu mới keng Mitsubishi. Mitsubishi mới keng nhé, 250k cho anh em. Mã số 15. Mới keng. Thép gió nhé. Mitsubishi của thép gió này. Tiếp theo là một cái cây khoan phi 15 của Kenamoto Mỹ nhé. Cái này mới khoan ấy lướt qua thôi. 500k cho anh em. Hợp kim nguyên khối nhé. Cây này sau nhiệt các loại thì ok đấy. Rất là ok cho anh em. Rồi tiếp theo là mã 17, 16 con 1204. 1204. 1204 này. 1204 AP. N M H330. AH330 này. 650k cho anh em 16 viên này. Rồi tiếp theo là mã số 25 đi, em cứ để đó nó tùng đùng đi. À đây, quay vào đây cho anh nhé. 19 20 gì đây. Rồi, mã số 20 là cái máy vắt xê 1 triệu 1,6k bao sống cho anh em, giao còn nhá. Đó, vắt xê đẩy từ đây. Mũi tên này, đẩy từ đây sang. Điện 110 nhá. Tua khỏe, anh em cần thì alo ngay. 1,6k. Rồi tiếp theo là mã 21. Một cái đầu C32 của gì đây? Showa hay cái gì? Showa dập. À, mới mấy hôm mua quên cầm về, này nó xét. Ố ố lên tí, mai em tuốt lại là đẹp ngay. Nhá, đó xịn sò cho anh em như mới tinh luôn, 1,5k. Tiếp theo là một cái cây ban me từ 2550 đo rãnh nhá, 1000k mới keng sven. Rồi tiếp theo là cái đồng hồ Tico Ticlock này. Đó, chính xác tuyệt đối luôn. Con này nó có chế độ gạt sang hai hướng thì là đó, anh em để này là không gạt được, nhưng anh em gạt bật công tắc gạt đấy, nó dùng sai 0.01 ra ba. Con này hay cái là ấn cái này sang là nó hít, tắt là nó nhả nha. Nó vậy đấy, nó hơi bị siêu của nó. Mã 22 1200k. Rồi tiếp theo mã 23 là 450k đồng hồ chân dài đũa nhé, anh em chấm điểm bao ok luôn. Mã 24 là 500k mới Mitutozo Japan 0.01 mm. Tiếp theo là tận đây cái mũi khoan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 cây 2,5k gồm mũi nào em đọc cho anh em coi tí nhá. 2,3 × 100, 3,1 × 100 × 200, 3,2 × 100 × 55, 3,2 × 100 × 55, hai cây giống nhau.
3,6 nhân 100 nhân 200. Dài 200. Cây này 3,5 dài 200 nhân 100 me. 5.4 nhân 150. Cây này mua mới, mấy cây này mua mới 2-300 nghìn, cây chưa mua được nhé. 4,7 này, màu tím của Mitsubishi, tím nhịp này, nhìn cái này khui ra thì nó tím đẹp lắm. 5.4 nhân 150, 6.0, 6.0 dài nhé. 3 nhân 100 nhân 55, Mitsubishi màu vàng, mỗi keo dài 150, 4.0, 6.1, 6 ni này, 6 nhân 150 này, 6 nhân 150 này, độc cây 6 này tiền 0 này, bù cho cây nhỏ này, 5.2 này, 5.1 này, 6.0, 3, 4 cây toàn 6.0 này, 6.0 này, 2, 4, 5 cây 6.0 rồi, 5.4 này, 3.0 này, cây này 2 chấm mấy này, 3.0 ngoài đồng, tiếp theo là 6.9 này, rồi gì cần là chi ớt gì nhé, 2.4 này, 2.4 hai cây này, 2.4 này, 2.4, 3.1 này, 2.4 đó, 2,5k cho 28 PCS nhé. Rồi, nó qua cái mã đây. Tiếp theo là mã 26. 10 15 20 20 1,4k. W08 Nhật mới kem. T16 thì còn là thì đến chất lắm. Mã ra, đọc hàng chính hãng, hàng này hàng trưng bày. Trưng bày nên là còn mới kem. Mấy con này hàng này toàn 1,5 triệu mà hộp không ấy. Trưng bày nhá. Tiếp theo là cái đồng hồ 600k mã 27. Kim nhỏ nhá, 1.01 đáy tanh tách. Con này đã nắng mấy hôm nó mờ luôn cái lớp vàng rồi. Đó, cái kim của nó rất là nhỏ xíu này. Đó, còn hộp đầy đủ nhá. Đấy. Rồi, 600k. Tiếp theo là mã 28, viên đá 300. 305. Giá 1.000k, mài hợp kim cứng nhé. Đó, 300, 150 này. Rất là to, mới kèn. Rồi tiếp theo là 20 cây khoan tâm 7x7, 7.7 nhân 30 nhân 60 nhân 3.0 nhân 90 độ 800k. Rồi tiếp theo là mã 30. Cái này taro mà 3 đến 6. Đấy. Mấy cây taro nhỏ. Có thể là M5-16 gì ấy. Taro ở các cái góc nghiêng này nó không bị đỏ này. Đấy, đây này. Nó có cái rãnh V nữa. Rãnh V để ép vào cái góc hoặc mặt để cho nó chống đỏ cái Taro ấy. Tê Subaru Ursa này của Nhật nhé. Đó, thì đây hôm nay em lên cái video này được chừng đây món. Thì anh em mà quan tâm cái gì thì cứ xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên giúp em.
Ngoài các cái mặt hàng này ra thì bên em còn rất là nhiều, nên anh em mua hàng cứ yên tâm nhé. Dành anh em lại mỗi ngày em lên cái clip cho anh em để anh em có thể theo dõi, và anh em đăng ký thì có video mới thì em sẽ up lên còn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Sản phẩm thì còn rất là nhiều nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.